Hello, xin chào mọi người lại quay trở lại với kênh Gata miền Nam. Thì bữa nay có gà lai miền Tây mọi người. Chuyên gì anh Mập? Chuyên gà ta lai miền Tây. Gà này thì cũng tạm cứng rồi nha mọi người ơi, cũng tạm cứng rồi nha. Đây. Bầy hôm trước mình quay cho mọi người, già thì nó hết rồi mọi người. Hôm nay thì bầy gà này nó mới về mọi người. Bầy gà lông lá nó còn chưa được ôm nắm nha mọi người. Thì mình quay cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy. Tầm 2,5 kg, 2,3 kg, 3 kg nha mọi người. 3 kg thì có ít nha mọi người ơi. Đấy, đấy. Gà này thì lai nhiều, chân vàng nhiều, chân trắng, không có chân đen mấy nha mọi người. Gà đây, quay rõ cho mọi người xem nhé. Này nó ra ngoài nè mọi người, đẹp. Đấy, mọi người thấy không? Đây, gà nó lai nông nác, nó sơ xác nha mọi người. Gà này thì mua về nuôi lại, nó già thì ăn mới ngon, chứ bây giờ thì ăn chưa ngon đâu nha mọi người. Nó còn thua gà miền Tây rất là nhiều. Đấy, con gà đấy mọi người, quay kỹ cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy. Gà rất nhiều nha mọi người ơi, hôm nay rất là nhiều. Tầm ngàn mấy con á mọi người ạ. Đây. Đấy, gà miền Tây nai nha mọi người, miền Tây nai. Đấy, cái trại của nó này. Đấy, cái trại đấy. Mua gà miền Tây anh. Gà này thì nó nai rồi. Gà này thì mua gà kia ăn nó còn ngon hơn anh ạ. Mua gà kia thì ăn nó ngon hơn đấy anh ạ. Đấy, mình cũng chia sẻ với những cái khách hàng yêu thích gà thì nói chung là ăn gà này thì nó cũng không được ngon như gà mình dư đâu. Nếu như theo như cái quan điểm của mình ấy, ở cái thời điểm này thì cái gà này thì nó non như thế này thì nó cũng không được ngon như cái gà mình dư đâu nha mọi người. Cứ non như thế này thì mình không nên nói chung là mình không nên mua với cái giá cao hơn là gà mình dư. Đấy, hôm nay chia sẻ cho mọi người cái đàn gà này. Đây. Thì mình cũng không có giao cái gà này nha mọi người. Không có giao cái gà này, dù là nó rẻ nó ấy nhưng mà mình không giao, bởi vì nó không được như ý của mình. Nên mình không giao cho khách. Ai gọi đặt cái bầy gà này thì hết rồi nha mọi người. Mình không có giao cái bầy gà này. Nó quá non nha mọi người. Đấy. Nó non quá mọi người ạ. Theo như mình thì nó quá non. Bắt cho khách hả em? Bắt cho khách hả? Đủ, nhân viên nha mọi người. Không quay mặt nha, nhân viên VIP Pro. Bắt gà chuyên nghiệp ở đây. Ôi, trời, móc phát được luôn nha mọi người. Móc phát. Quá trời gà. Gà miền Tây, live. Quá trời luôn. Đấy, mình chia sẻ như vậy nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video. Thì gà này hiện tại thì nuôi ở Bình Phước, đưa về đây. Nuôi ở Bình Phước nha mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia và quay một cái video của gà Minh Dư cho mọi người xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Ủa mà sung nó nhảy ra ngoài luôn, nó nhảy ra ngoài luôn. Bây giờ mình sẽ đi quay cái bầy gà Minh Dư cho mọi người xem.